Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh Tin Tức Việt. Bản tin của chúng tôi sẽ bắt đầu với những thông tin đáng chú ý sau đây. Phương Tây đã mệt mỏi vì xung đột ở Ukraine. Ông Trump nói chiến tranh thế giới thứ ba đã cận kề. Hơn 200.000 người tị nạn Ukraine đã rời Cộng hòa Séc. Tâm lý mệt mỏi vì cuộc xung đột ở Ukraine đang lan rộng ở cả hai bờ Đại Tây Dương khi các vấn đề nội bộ của các nước phương Tây gia tăng và Kiev chưa đạt được bất kỳ thành quả đột phá nào trên chiến trường. Phương Tây ngày càng mệt mỏi vì xung đột ở Ukraine. Tổng thống Joe Biden ngày 4 tháng 10 đã nhận định tình trạng rối ren trong Hạ viện Mỹ có thể làm gián đoạn sự hỗ trợ của Washington cho Kiev. Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã từ chối thông qua gói hỗ trợ trị giá hàng tỷ đô la cho Ukraine trong dự luật ngân sách ngắn hạn để tránh nguy cơ đóng cửa chính phủ. Ngoài ra, việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy lần đầu tiên bị phế truất trong lịch sử cũng khiến vấn đề ngân sách hỗ trợ Ukraine bị gác sang một bên. Về phần mình, các nhà lãnh đạo EU đã tuyên bố hôm 5 tháng 10 rằng liên minh này sẽ không thể thay thế sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine. Chắc chắn châu Âu sẽ không thể thay thế Mỹ, cao ủy EU về chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell nói. Trong khi đó, truyền thông phương Tây cảnh báo dư luận Mỹ và châu Âu ngày càng mệt mỏi về xung đột ở Ukraine. Tâm lý này dường như không phải xuất hiện chỉ qua một đêm. Lệnh trừng phạt phương Tây áp lên Nga từ khi xung đột nổ ra đã gây ra tác động ngược ở Mỹ và châu Âu, đẩy giá năng lượng và lạm phát tăng cao. Vấn đề ngày càng phức tạp hơn khi sáng kiến hành lang đoàn kết EU-Ukraine của Brussels cho thấy tính không hiệu quả, không những không thể vận chuyển ngũ cốc giá rẻ của Ukraine từ các nước nghèo ở bán cầu Nam, mà còn tác động tiêu cực đến các nhà sản xuất nông nghiệp ở Trung và Đông Âu. Để khắc phục vấn đề này, EU đã tiến hành một thỏa thuận với Ba Lan, Hungary, Bulgaria, Slovakia và Romania để áp lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine từ tháng 4 đến ngày 15 tháng 9. Tuy nhiên, vào tháng 9, Ba Lan, Hungary và Slovakia mở rộng lệnh cấm trên, làm dấy lên sự chỉ trích từ chính phủ Ukraine và nước này đã khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới vì vấn đề trên. Đáp lại, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tuyên bố ngày 20 tháng 9 rằng Ba Lan không còn vận chuyển bất kỳ vũ khí nào từ Ukraine bởi chúng tôi đang phải trang bị cho quân đội của mình các vũ khí hiện đại nhất. Một cuộc thăm dò dư luận vào tháng 10 năm 2023 cho thấy đa số người dân Ba Lan nói rằng Warsaw không nên tiếp tục hỗ trợ tài chính cho công dân Ukraine sống ở nước này. Trong khi đó, ở Slovakia, đảng đối lập Dân chủ xã hội SMER do cựu Thủ tướng Robert Fico lãnh đạo đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 30 tháng 9. Ông Fico đã xoáy sâu vào thực tế rằng lực lượng vũ trang Slovakia đang trong tình trạng tồi tệ sau khi gần như cạn kiệt kho vũ khí. Chúng tôi không có máy bay chiến đấu, không có hệ thống phòng không và không có đủ đạn dược, ông Fico cho hay, đồng thời tuyên bố ông sẽ dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Với ông, việc cung cấp vũ khí cho Kiev đồng nghĩa với trì hoãn hòa bình và kéo dài xung đột. Cùng với các nhà lãnh đạo Trung và Đông Âu, ông Fico cũng ủng hộ việc mở rộng lệnh cấm nhập khẩu nông sản Ukraine. Một số nhà quan sát cho rằng, việc người dân Slovakia bỏ phiếu cho SMER phần nào xuất phát từ thực tế, họ đã mệt mỏi vì cuộc xung đột ở Ukraine cũng như các vấn đề trong nước liên quan. Trong khi đó, Tổng thống Slovakia Zuzana Kaputova ngày 5 tháng 10 tuyên bố bà sẽ không thông qua gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine. Người phát ngôn Martin Trzinek giải thích quyết định trên xuất phát từ thực tế các đảng ở Slovakia phản đối gói hỗ trợ này và hiện đang đàm phán thành lập chính phủ. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Grossetto nhận định với truyền thông phương Tây ngày 4 tháng 10 rằng nước này đã cạn kiệt ngân sách và trang thiết bị để hỗ trợ cho Kiev. Không còn nhiều sự hỗ trợ phòng không cho Ukraine, chúng tôi không có nguồn lực vô hạn, ông Guido Grossetto nói. Bộ trưởng Quốc phòng Italy cũng chỉ ra các vấn đề mà nước này đối mặt hiện nay như tỷ lệ lạm phát, di cư, khủng hoảng năng lượng và chậm tăng trưởng kinh tế. Tất cả những điều này đã khiến chất lượng sống ở các nước phương Tây trở nên tồi tệ hơn, ông Grossetto nhận định. Cho rằng những vấn đề trên đang ảnh hưởng đến quan điểm của công chúng về sự hỗ trợ của Rome cho Kiev. Nga đã thắng trong ván cờ của mình. George Baber, cựu chuyên gia phân tích của CIA nhận định Nga đang chiến đấu trong một cuộc xung đột tiêu hao và đặt cược rằng Ukraine thiếu nguồn lực, vũ khí và đạn dược để duy trì trong một vài năm, trong khi phương Tây thiếu cả khả năng và ý chí chính trị để duy trì sự ủng hộ cho Kiev lâu nhất có thể. Các nhà phân tích đều cho rằng một cuộc xung đột tiêu hao sẽ mang lại lợi thế cho Nga bởi nước này có khả năng sản xuất nhiều vũ khí đạn dược cũng như có dân số lớn hơn nhiều Ukraine.
Trong khi đó, nền kinh tế Ukraine đang đối mặt với vô vàn khó khăn do xung đột và phụ thuộc chủ yếu vào sự hỗ trợ từ phương Tây. Ông Bibi cho rằng, ngày càng nhiều dấu hiệu cho thấy Tổng thống Putin đã đúng khi đặt cược rằng sự ủng hộ của phương Tây cho Ukraine sẽ giảm dần. Ukraine không đáp ứng các mục tiêu tuyển quân, nền kinh tế đang đi xuống và mức độ nhiệt tình của Mỹ và châu Âu nhằm duy trì sự hỗ trợ cho Ukraine đang giảm dần, chuyên gia này cho hay. Trên thực tế, sự hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine tập trung vào các vũ khí công nghệ cao phục vụ việc tiến hành các cuộc tấn công chính xác. Tuy nhiên, những vũ khí này lại đắt đỏ, vì thế chỉ được sản xuất với số lượng hạn chế để không thể thay thế nhanh chóng. Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO Đối đốc Rutz Bauer thậm chí cảnh báo phương Tây đang vét đáy thùng và sắp hết đạn để viện trợ Ukraine. Một câu hỏi được đặt ra hiện nay là nếu sự hỗ trợ của phương Tây cạn kiệt và sự chống chịu của Ukraine suy giảm nghiêm trọng, liệu Kiev có thể chống chịu bao lâu trong cuộc xung đột hiện nay? Cuối cùng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ phải quyết định làm gì tiếp theo, bởi vì tất cả các cuộc xung đột đều kết thúc khi một bên bị đánh bại hoặc các bên thỏa hiệp với nhau. Trong cuộc phỏng vấn với Just The News hôm 7 tháng 10, cựu Tổng thống Donald Trump cho biết chiến lược mà chính quyền đương nhiệm của Tổng thống Joe Biden đang theo đuổi, trong đó có việc Mỹ tiếp tục hỗ trợ Ukraine cho đến khi Kiev giành chiến thắng, có thể gây ra chiến tranh thế giới thứ ba. Ông Trump nhắc lại quan điểm ông từng đưa ra trước đây rằng cuộc khủng hoảng Ukraine không leo thang nếu ông là Tổng thống Mỹ. Lẽ ra tôi có thể đàm phán một thỏa thuận, ông Trump nói. Ông sẽ chấm dứt xung đột trong một ngày nếu tái đắc cử vào năm 2024. Hôm 17 tháng 9, trả lời NBC News, ông Trump nói nếu trở lại Nhà Trắng, cách chấm dứt xung đột của ông là thỏa thuận công bằng cho tất cả mọi bên liên quan. Ông sẽ nói chuyện với Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky để các bên có thể đi đến thỏa thuận. Những tuyên bố này làm dấy lên đồn đoán rằng Mỹ có thể sẽ cắt viện trợ, gây sức ép, buộc Ukraine ngồi vào bàn đàm phán với Nga nếu ông Trump tái đắc cử. Gần đây, Tổng thống Putin nói rằng Nga rất hoan nghênh nếu cựu Tổng thống Trump có thể hiện thực hóa tuyên bố của mình. Ông Trump cũng theo đó mà cho rằng bình luận của ông Putin cho thấy những gì ông nói là đúng. Tổng thống Zelensky từng kêu gọi ông Trump nêu ra kế hoạch chi tiết về việc làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine, nhưng ông Trump chưa có ý kiến gì thêm. Ông Zelensky nhiều lần khẳng định Ukraine không bao giờ nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình hay đổi lấy tư cách thành viên của NATO. Thay vào đó, ông kêu gọi các đồng minh, đối tác phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí hiện đại giúp Kiev phản công. Hiện chưa có bất cứ tín hiệu nào cho thấy hai nước có thể sẽ sớm ngồi lại để tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc chiến hao người tốn của kéo dài. Hồi xung đột Nga-Ukraine mới xảy ra, ông Trump đã phát biểu trước những người ủng hộ ở thành phố Vrosi, bang South Carolina rằng bất chấp sự yếu đuối, hèn nhát và kém cỏi của Tổng thống Biden, vẫn có một con đường để ông ấy có thể chấm dứt thảm kịch này ở Ukraine mà không khiến người Mỹ sa vào một cuộc chiến tranh rất tàn khốc và đẫm máu. Nhân tiện, điều này có thể dẫn đến chiến tranh thế giới thứ ba. Bộ trưởng Nội vụ Séc Vistarusan cho biết, kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra, đã có khoảng hơn 200.000 người tị nạn Ukraine rời Cộng hòa Séc để đến các quốc gia khác. Theo báo cáo của Bộ Nội vụ Séc, kể từ khi bắt đầu xung đột cho đến ngày 1 tháng 10 năm 2023, tổng cộng có hơn 560.000 người tị nạn Ukraine đã nộp đơn xin bảo vệ tạm thời tại Cộng hòa Séc. Trong số này, có khoảng 360.000 cá nhân đã xác nhận nộp đơn xin bảo vệ tạm thời. Điều này có nghĩa là hơn 200.000 người tị nạn đã chọn rời khỏi Cộng hòa Séc để đến các quốc gia thành viên EU khác hoặc quay trở lại Ukraine. Bộ trưởng Nội vụ Séc Vistakusan cho biết có gần 360.000 người tị nạn đã đăng ký với Bộ Chính sách tị nạn và di cư của Séc. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng những người không trực tiếp đến Bộ Chính sách tị nạn và di cư vào cuối tháng 9 sẽ mất tư cách bảo vệ tạm thời tại Cộng hòa Séc. Báo cáo mới đây cũng cho biết khoảng 14.500 người đã đến đăng ký trực tiếp. Theo Bộ trưởng, đây là những người tị nạn có khả năng đã quay trở lại Ukraine hoặc tìm kiếm cơ hội để đến các quốc gia thành viên EU khác. Trong số những người Ukraine đã đăng ký, có khoảng 115.000 người đã được tuyển dụng hợp pháp và con số này càng tăng lên. Bộ trưởng Nội vụ Séc cũng thông tin thêm, những người Ukraine làm việc hợp pháp tại quốc gia này dự kiến sẽ đóng góp khoảng 12-15 tỷ kron tiền thuế cho ngân sách nhà nước Séc trong năm nay, tương đương 490-613 triệu euro. Ông cũng chia sẻ, lượng lớn người lao động này cũng sẽ giải quyết được tình trạng thiếu lao động dài hạn ở Cộng hòa Séc, cũng như có những đóng góp cho lợi ích về kinh tế của nước này. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn đón xem tin tức từ kênh Tin Tức Việt. Xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe.
Xin chào và hẹn gặp lại!